Những vị đang có suy nghĩ, tôi phải kiếm nhiều tiền lo cho cha mẹ, lo cho con cái, là nạn nhân của phiền não. Chính suy nghĩ này đã tự mang trong lòng một gánh nặng lớn, khó lòng được an lạc. Nghiệp duyên khác nhau nên duyên phận cũng khác nhau. Chúng ta có thể chia phước nhưng âm đức ai tu người ấy có được. Khải Toàn không cam đoan với mọi gia chủ dùng phong thủy để phát tài ngay, hay là dùng phong thủy để hạnh phúc. Không, không thể có chuyện đó. Không thể có phong thủy, vì phong thủy không thay đổi được nhân quả, càng không thay đổi được sự vô thường. Mệnh của bạn có cái nhân tài phú, bạn sẽ phát tài, dụng phong thủy cho thêm cơ hội thuận lợi thêm. Nhưng để an lạc, để đoạn trừ đau khổ, chỉ có thể tu dưỡng tâm. Khi tâm định tĩnh, nhìn thấu chân tướng mọi sự việc, tự khắc sẽ chuyển hóa những phiền não thành tự tại. Thời gian vừa qua, khi trợ duyên phong thủy đến các vị gia chủ, trong đó có hai vị có sinh thần bát tự khá đặc biệt, vừa nhìn vào phát hiện ngay đây là những mệnh giàu có về tài phú và mệnh có lòng giúp người. Muốn biết nhân đời trước như thế nào, hãy nhìn vào họa phúc nghiệp duyên ở đời này. Muốn biết phước phần đời sau ra sao, hãy nhìn vào những việc ta đã tạo tác ngay tại thời điểm này của đời này. Ngày ngày bạn luôn thấy lỗi lầm của thế gian, chẳng thể nào có được tâm thanh tịnh, vì chẳng thể nào thấy lỗi lầm của chính mình. Người tin vào nhân quả, sống với nhân quả là người không oán trách nghịch cảnh, không oán trách nghịch duyên. Họ chấp nhận nghịch cảnh như là một phần của cuộc sống, chuyển hóa chúng thành sám hối bằng buông xả, bằng mở lòng. Chướng ngại đời này do đâu? Do cái tâm vọng tưởng, tưởng tượng trong ảo vọng, dẫn đến mê lầm, dẫn đến đau khổ. Trường hợp vị gia chủ mệnh giàu có thứ nhất, cũng vì mang trong lòng cái tâm vọng tưởng, dẫn đến đau khổ vì gia đạo. Thế nào là vọng tưởng? Chưa gặp em, anh đã tưởng rằng có nàng thiếu nữ đẹp như tiên. Anh chỉ ngoài 30 tuổi, sở hữu tài sản ước ao của bao nhiêu người cùng tuổi. Cách đây tầm 5 năm, hùng hạp mua bán nhà cửa đất đai, gặp thời vận tốt, gặp được quý nhân. Tiền vào rất ồ ạt, bản thân anh ấy khá bất ngờ, có nhà, có xe, có nhà cửa đất đai. Cũng trong thời gian ấy, anh quen và nên duyên với một cô gái quen chưa lâu, đến nay có với nhau hai người con. Vài năm sau đó, anh phát hiện cô ấy không thật lòng với bản thân anh, vô cùng đau khổ, mọi hành động từ ma tính từ đây bộc phát. Trước giai đoạn xung đột gia đạo này là thời điểm vừa xây xong một ngôi nhà, vào ở không lâu thì gia đạo bất hòa. Anh ấy hỏi có phải do xây căn nhà hay không? Khải Toàn bảo mệnh của anh có khó nhọc, tính anh quá nóng nảy, chuyện vào ở ngôi nhà chỉ là một phần thôi. Nhà trang trí quá nhiều hoa cảnh, quá nhiều cây cối giả là tượng của đào hoa sát. Anh ta vốn là người có lòng giúp người, nhưng mỗi khi giúp ai hết lòng, nhất là chuyện tiền bạc, luôn nhận lại thất vọng. Vì sao như vậy? Vợ chồng bất hòa dẫn đến ly hôn. Đó là lúc cái tôi trỗi dậy, không khác gì cái tôi của đứa trẻ háo ăn. Tôi phải thế này, tôi phải thế kia, tôi phải thắng. Kịch bản không khác gì những gia đạo tranh đoạt, tranh giành quyền lợi sau ly hôn, phân chia tài sản, phân chia quyền nuôi con. Dù không tha thiết hay dù không có khả năng, họ vẫn nhất quyết định giành quyền nuôi con cho bằng được cho hả dạ. Tất cả những lời nói mang đầy sát khí trong cơn oán giận. Cái tôi trỗi dậy, nhìn đâu cũng thấy oán giận. Đó là lúc vận khí của bạn suy,
yêu ma linh giới luôn bên cạnh, thân hổ mệnh dù có muốn cũng chẳng thể ngăn cản được bạn. Cái tôi càng lớn, trí tuệ càng kém. Cái tôi và trí tuệ cũng giống như bóng tối và ánh sáng, vẫn căn phòng ấy. Bóng tối luôn hiện hữu, chúng chẳng đi đâu cả. Chúng ta không thấy chúng vì đã được ánh sáng lấp đầy. Khi tâm trí an tĩnh, xả bỏ được những nỗi oán giận trong quá khứ, chẳng thể nào bóng tối có thể chiếm hữu được tâm trí lúc ấy. Nếu chưa tình thì ngày nào khi nào bạn đau khổ, hãy ngồi xuống tĩnh tọa, dành vài phút mỗi ngày để thiền định, bạn sẽ nhận ra vì sao mình đau khổ. Cha mẹ bất hòa, người thân tranh giành đoạt lợi, thời gian tranh đoạt càng dài thì những đứa trẻ là nạn nhân trực tiếp của cuộc tranh đoạt này. Chúng không thể hiểu, chúng chưa đủ trí tuệ để cảm thông cho cha mẹ, cho người lớn. Khi vị gia chủ trải lòng với Khải Toàn, chia sẻ xong, Khải Toàn nhận thấy anh ta như chút bỏ được gánh nặng phiền não rất lớn chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Nhận thấy anh ta phần nào nhận ra lỗi lầm của mình và muốn cải biến. Vị gia chủ bảo, em thực sự cố gắng hết sức để gia đạo an ổn, nhưng không thể nào quên được những việc trước kia. Những sai trái của người khác, những sai lầm của chính mình, nó cứ mãi trong đầu. Khải Toàn xin thưa, chính vì trong tâm thức của anh quá ít lời giáo huấn của Đức Phật, chính vì cái tâm vọng niệm và không tìm phương pháp phù hợp để giúp tâm thanh tịnh. Chính vì những điều khi nghịch duyên ập đến, không biết cách để chuyển hóa, càng nói càng bất hòa, càng hành động càng gây đáng tiếc. Dân gian có câu, thần cũng là người mà quỷ cũng là người. Chính anh ban đầu có cái tâm vọng tưởng, gặp cô gái kia bị sáu thức lừa dối. Ban đầu tưởng rằng cô ấy hoàn hảo, cô ấy tốt tính, cô ấy hết lòng vì mình. Sau thời gian chung sống, mọi việc không như tưởng. Thế là tự thất vọng, tâm trí đau khổ tột cùng. Mọi sự việc xảy ra, chúng không nói với ta rằng tốt hay xấu, tất cả do chính chúng ta tự huyễn hoặc. Tự huyễn hoặc sự vật, tự vọng tưởng lên sự việc. Vì vậy trong thiền có câu, gặp ma diệt ma, gặp Phật diệt Phật. Hàm ý sâu xa của câu này bảo rằng không nên phân biệt tốt xấu, không nên phân biệt trắng đen, càng không nên vội vã phán xét sự việc. Khi vội vã phán xét sự việc nào đó, sẽ dùng cái tâm phàm phu để nhận định, khó lòng chính xác. Những gia đạo bất hòa, tâm ma trỗi dậy, cái tôi lớn như bầu trời. Không chỉ tranh giành đoạt lợi, giành tài sản, giành quyền nuôi con có thể dẫn đến mầm móng tạo nhân bất thiện cho người đến sau. Người đến sau này ganh ghét vợ chồng cũ và cả những đứa con riêng của họ. Thật bất hạnh với những đứa trẻ khi rơi vào cảnh tranh đoạt này, nếu người đến sau không có tâm Bồ Tát. Vì vậy, Khải Toàn chân thành khuyên các vị, trước tiên hãy mở lòng với chính mình, tạo cho mình hạt giống quang minh bằng thiền định, bằng lời dạy của Đức Phật, để tâm không sinh vọng tưởng, để mở lòng dù có gặp nghịch cảnh. Vị gia chủ giàu có thứ hai đã ngoài 50, nơi ở là một căn biệt thự lớn. Anh là người thành công về nhiều mặt trong cuộc sống, công danh rực rỡ, gia đạo thuận hòa, sức khỏe, trí lực đều rất tốt. Quả là phước báo từ đời trước và cả những việc anh đã làm ở đời này. Nhưng anh vẫn có khổ tâm, vẫn có phiền não. Như trong nhiều bài Khải Toàn đã đề cập, phiền não là chốn con người tự tìm đến. Con người tự mang phiền não vào chính tâm trí của mình, biến tâm trí của mình thành chiếc thùng rác không đáy, không thể nào tự lấy chúng ra khi chưa thức tỉnh.
Trong số các người con của anh có một người trí tuệ không như bình thường, luôn luôn vô tư và lạc quan, không lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, không lo nghĩ về mưu sinh, không bận lòng với lời nói của người khác. Có một lời thoại vô cùng ấn tượng trong bộ phim hoạt hình Chân To Chân Nhỏ: vô tri là hạnh phúc. Nếu nghiệm lại câu nói ấy, quả thật không sai. Người không phải lo nghĩ, người trong tâm không oán giận bất kỳ ai, quả là một người an lạc. Anh chị gia chủ này quá lo lắng cho con của mình vì không thể tự lo cho chính bản thân mình được, nhất là khi anh chị càng về già. Khải Toàn mở lời khuyên: anh chị nên giảm lo lắng về tương lai của bé, dùng hạnh nguyện của mình để ngày ngày khấn nguyện ơn trên soi sáng, hướng dẫn bé trì tụng kinh, hướng dẫn bé hành thiền niệm Phật. Đó chính là điều anh chị có thể cho bé ít phước báo, tạo thêm cho con mình ít phước duyên. Thế mới thấy, dù giàu có hay nghèo khổ, đã là chúng sanh là có phiền não. Người tinh tấn dưỡng tâm là cách chuyển tâm ý viên dung. Các vị có biết vì sao chúng sinh lại thường làm bạn với phiền não hay không? Người có trí tuệ hạn chế mà mong cầu tiền tài danh vọng cao. Tiền tài danh vọng cao là độc dược, khi không đạt được thì gặp phiền não là đã đành. Người càng có trí tuệ cao lại dễ trở thành nạn nhân của phiền não, vì họ là những người có trí tuệ cao, là những người mang hoài bão lớn, lo trước nỗi lo của thiên hạ. Tâm trí của họ xử lý như một chiếc máy tính cấu hình cao, nhìn đâu cũng thấy khiếm khuyết, nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm, nhìn đâu cũng thấy lo lắng. Họ luôn muốn con cái mình thật thông minh tài giỏi, muốn con cái thi điểm cao vào trường tốt để mai sau có công danh sáng, có chức vị cao. Nhưng họ không biết đây là con đường dễ dẫn đến đau khổ phiền não. Con cái càng thông minh càng khó dạy bảo. Người càng thông minh được học cao là tiền đề cho tương lai. Nhưng nếu sự giáo dưỡng thiếu đạo làm người, đạo làm con thì làm sao có thể an lạc? Đây là nỗi bất hạnh cho cha mẹ. Vì khi con cái có chức vị cao, dễ xem thường cha mẹ, người càng thành công càng bận rộn với công danh, còn đâu thời gian lo cho cha mẹ nữa. Giả dụ xưa kia, ngoài dạy con việc học hành chăm chỉ, dạy con và làm gương cho con đạo làm người, khi đứa trẻ trưởng thành, ngoài sự thành công còn có thể hiếu thuận với cha mẹ. Xã hội ngày nay dạy trẻ điều gì? Trong gia đạo của bạn dạy trẻ điều chi? Có phải dạy hay bắt trẻ học thật nhiều, phải điểm thật cao, phải đậu trường giỏi để đạt danh vọng cho mai sau? Đã có bao việc đáng tiếc xảy ra vì áp lực học hành. Nhưng các bậc làm cha làm mẹ vẫn mong cầu con gái mình, con cái của mình học thật tài giỏi. Khi trẻ được dạy cạnh tranh sẽ dẫn đến đấu tranh, dẫn đến cả chiến tranh, là hạt giống của đau khổ, không phải hạt giống của quang minh. Để xả ly cái tâm vọng niệm quả thật rất khó. Ngày ngày bạn mãi mê làm ăn kiếm tiền, không còn thời gian cho việc dưỡng tâm, làm sao có thể giác ngộ? Người càng nóng tính, làm việc ngoài làm việc làm ăn kiếm tiền còn đáp trả thị phi. Thế là vừa làm ăn kiếm tiền, vừa cả kiếm chuyện. Tâm trí hoàn toàn không còn chỗ trống nghĩ đến việc xả ly cái tâm vọng niệm. Nếu ngày ngày nghĩ cách làm ăn kiếm tiền, lo cho con cái ăn cái mặc, lo cho gia đạo, đó chỉ là nuôi dưỡng vật chất. Từ nay muốn có thêm phước báo, muốn gia đình thuận hòa, ngày ngày bạn dành cho mình 30 phút tu dưỡng tâm. Qua các giáo pháp, đọc sách hay trì kinh,
đơn giản nghe các thầy trên YouTube. Nhưng Khải Toàn chân thành khuyên hãy dành ít thời gian để thiền định. Đây là bước đầu tiên bạn tự gieo nhân lành, tự gieo hạt giống quang minh vào chính mình, không chỉ cho tâm trí của mình mà cả những người thân thương. Khải Toàn xin chia sẻ vài phương pháp hành thiền, chia sẻ vài câu chuyện của những vị giàu có nhưng phiền não. Người có tiền của liệu có hạnh phúc hay không? Không, những vị tìm đến Khải Toàn không đơn thuần là cầu tài lộc. Họ mong muốn giải đáp được số mệnh, giải đáp được những gì thắc mắc của bản thân. Trong số họ là những vị có nhiều tiền của, nhưng tâm không tự tại. Nhìn vào sinh thần bát tự có thể nhận thấy ngay mệnh có tài phú hay không, thời vận hiện tại có tài phú hay không, nhưng không thể thấy được âm đức của bản thân, của mỗi người đã tu dưỡng trong thời quá khứ. Người có nhiều tiền của chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng người biết dành cho mình vài phút hành thiền mỗi ngày sẽ là người an lạc. Phương pháp hành thiền của Khải Toàn trợ duyên vô cùng đơn giản. Mục đích của tọa thiền là tu tâm, không phải tu thân. Bất luận bạn dùng phương pháp gì, hành thiền ở đâu, đích đến của sự hành thiền là giúp tâm khai mở trí huệ. Vạn khoảnh lương điền, nhất uyển phạn, thiên giang hoa hạ, nhất trang sàng. Hàm ý của câu này, dù người giàu có thế nào, có hàng ngàn khoản ruộng tốt tươi như thế nào, ngày cũng chỉ ăn vài bát cơm. Dù có ngàn gian nhà rộng, nhưng đêm cũng chỉ ngủ một giường. Người mà theo đuổi tài phú quá mức sẽ mất đi tình thân thương và mất đi khả năng sáng tạo. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, tài nặng thì ấn nhẹ, thân nhược thực thương suy. Tức là tiền tài vượng thì cung mẹ nhược, bản thân nhược, tinh thần và con cái có vận kém. Thời đại ngày nay, người càng nhiều nhà cửa đất đai càng dễ trở thành người đau khổ, là nạn nhân của đồng tiền. Người nhiều tiền của không có nổi phút giây thanh tịnh cho mình là người giữ tiền cho con cháu, đó chính là phú quý giả. Một cô gia chủ lâu năm mời Khải Toàn quay lại Phú Quốc xem căn nhà cô ta mới mua. Cô kể rằng: em mới mua được một căn nhà giá trị lớn này khi trong người chẳng có bao nhiêu tiền. Khải Toàn bảo rằng mệnh của cô là mệnh tình cảm trắc trở, dù sống với ai, sống ở đâu cũng như thế, nhưng là mệnh có tiền của, có nhà cửa đất đai thì kiểu gì cũng sẽ có. Nhưng hãy cẩn thận, càng có nhiều tiền của, càng có nhiều nhà cửa thì tâm càng dễ phiền não. Hãy thử nghĩ lại cách đây tầm 5 năm, khi cô ở nhà thuê nuôi ba con ăn học, đồng lương chỉ vài triệu. Tự nghiệm lại thực tế hiện tại, nhà cửa 5-7 căn, đất đai vài mảnh, có tháng nào nằm xuống, có sáng nào thức dậy mà tâm không nghĩ đến những khoản vay của ngân hàng. Con người là chốn đau khổ, phiền não tự tìm đến. Dù biết danh văn lợi dưỡng là độc dược, con người vẫn cứ lao vào. Nói theo thế gian, thà nhiều tiền mà đau khổ còn hơn nghèo khó trong khổ đau. Vấn đề không phải nghèo khó hay giàu có, vấn đề nằm ở tham sân si. Tham sân si mạn nghi chính là độc dược. Khi bạn tham thì không có điểm dừng, sân si mạn nghi sẽ bám theo sau, chúng huyễn hoặc mê muội khó cưỡng lại. Vẫn cô gia chủ ở Phú Quốc này, cô bảo rằng chị chủ bán căn nhà cho em là người quen cũ, chị ấy là người rất giàu có, đi lên từ nghèo khó hai bàn tay trắng, đã từng tái hôn, giờ đây có rất nhiều nhà cửa đất đai ở nhiều nơi. Mỗi lần gặp chị ấy toàn nói chuyện nhà cửa đất đai, toàn nói chuyện cơ hội tiền bạc, đụng đâu cũng thấy tiền. Mà giờ em không tham nữa, vì tài sản cũ còn chưa trả nợ hết. Khải Toàn xin cắt lời, chị ấy là người đau khổ. Cô gia chủ ngạc nhiên trước câu này, vì chính cô ấy có hạt giống đau khổ như chị kia.
Người mà suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, người mà suốt ngày chỉ mong muốn có thêm thật nhiều tài sản là người đau khổ, là kẻ nô lệ của đồng tiền. Người mà trong tâm trí chỉ có mỗi tiền thì làm gì có được sự thanh tịnh. Với họ, tình cảm gia đình, thời gian dành cho con cái là xa xỉ. Cô gia chủ kể tiếp, chị ấy có vài người con lớn, gây rất nhiều nợ nần bên ngoài, làm cô ấy rất đau khổ lâu nay. Vâng, tất cả là nhân quả. Quỹ thời gian như nhau, khi bạn dành hết thời gian để trồng cây tiền, trồng cây công danh, thì làm gì còn thời gian để chăm sóc hạt giống tâm hồn, làm gì có thời gian cho gia đạo nữa. Khi bạn có nhiều tiền của mà đau khổ, khi bạn làm việc cực lực mà vẫn không có tiền, tại sao lại không ngồi xuống tĩnh tọa hành thiền và tự hỏi bản thân, rốt cuộc tôi vất vả cả đời vì ai, vất vả cả đời vì điều gì, làm việc đầu tắt mặt tối là vì ai? Chưa tự trả lời cho câu hỏi của chính mình là bạn đang trả nợ cho thiên hạ. Dù bạn nhiều tiền ra sao, dù bạn nghèo khó thế nào, bạn nên biết khi nằm xuống ngủ, ta chẳng mang theo được xu nào cả ngoài nghiệp lực. Vì sao người giàu tiền của lại đau khổ? Vì sao có người làm cả đời lại không dư giả? Tất cả vì duyên phận, vì nhân quả. Người ta gặp, việc ta làm, nơi ta sống cũng là duyên phận. Duyên có nghịch và có thuận. Người làm ta khổ đau là do ta nợ họ ở đời trước. Vậy duyên là gì? Duyên là điều kiện bởi vô số thứ hợp thành. Những điều kiện ấy hội đủ gọi là duyên. Ví như ta gặp một người ban đầu thấy ghét ghét, đó là duyên. Sau này mang lòng yêu thương cũng là duyên. Ta bị mất việc là kết thúc một duyên. Nhờ đó ta có một việc mới với vô số nhân duyên mới. Bạn có thể chuyển hóa mọi nghịch duyên thành thuận duyên. Khi bạn buông xả, khi bạn nhận thấy cơn giận dữ và lìa chúng ngay khi có thể, không tạo thêm nhân bất thiện. Vì nhân bất thiện sẽ cho ra quả bất thiện. Vì vậy, duyên phận cũng do con người tạo ra. Bạn muốn kết duyên với ai đó, phải chủ động, gật đầu chào và nở nụ cười. Thế là một mối nhân duyên mới được sinh khởi. Bạn thử nghĩ lại xem, nếu suốt ngày bạn đơ cái mặt, không cảm xúc, làm sao có thể kết duyên lành cho được? Tâm trí của chúng ta như chiếc thùng rỗng. Khi lòng tham tài phú không có điểm dừng, sẽ luôn thấy lỗi lầm của thế gian. Người mà luôn thấy lỗi lầm của người khác, chẳng khác nào mang rác vào chiếc thùng của chính mình, biến chúng thành chiếc thùng rác chất chứa lỗi lầm của người khác, thì làm sao thấy lỗi lầm của chính mình, chẳng thể nào có được sự thanh tịnh. Chiếc thùng rỗng này cho vào thì dễ, lấy ra rất khó, vì chính ta đã biến chúng thành một chiếc thùng rác không đáy. Chính chúng ta mới có thể cho vào chính tâm trí của mình sự phiền não. Người ta mắng người khác, bạn không giận. Người ta mắng bạn, bạn lại giận. Vì sao lại như vậy? Người mắng ta là người mang rác cho ta, ta dễ dàng nhận lấy là vì sao? Vì chấp vào cái tôi. Bỏ đi cái tôi thì đau khổ hay phiền não không còn cái tôi để bám vào nữa. Ngay từ bây giờ, hãy ngồi xuống bất kỳ nơi nào, tĩnh tọa và theo dõi hơi thở, tự quán xét lại những lỗi lầm của mình. Dừng lại sự quán xét lỗi lầm của thế gian. Chỉ cần bạn dũng cảm buông xả tất cả, để ngồi xuống tĩnh tọa, nhắm mắt theo dõi từng hơi thở của mình, bạn sẽ nhận ra vô số lỗi lầm của chính mình trong quá khứ. Hãy yên tâm, không có sao cả. Khi bạn nhận rõ những lỗi lầm của mình
trong thời khắc thiền định. Đây mới chính là con người của bạn. Việc tinh tấn hành thiền ngày ngày qua năm nọ, những ảo ảnh trong tâm trí của bạn sẽ dần tan biến, chúng sẽ chuyển hóa thành trí tuệ, tấm lòng của bạn sẽ rộng mở. Người mà càng đau khổ càng khó tập hành thiền, nhất là trong giai đoạn đầu, vì vừa nhắm mắt lại tâm của bạn rất loạn. Nếu phương pháp theo dõi hơi thở không hiệu quả, bạn có thể chuyển sang phương pháp đếm. Cứ thở vào đếm 1, thở ra đếm 2, thở vào đếm 1, thở ra đếm 2 trong suốt buổi thiền. Bạn cảm nhận từng hơi thở của mình vì biết mình còn thở. Tự quán xét đời người đôi lúc cách nhau một hơi thở thôi. Hãy dừng lại tất cả những tập niệm của quá khứ, của vị lai để theo dõi hơi thở. Và tự niệm chết. Cái chết và ngày mai, cái nào đến trước? Không ai biết cả. Thế thì tại sao bạn lại chấp vào những việc ở thời quá khứ? Tại sao ôm trọn tương lai? Vì sao ta lại chấp vào những việc ngoài khả năng? Vì sao mang quá nhiều tập khí của bất thiện vào chiếc thùng rỗng không đáy? Vì vậy, Khải Toàn chân thành khuyên các bạn không nên oán giận bất kỳ ai. Để buông xả chấp ngã, để tìm cho mình sự thanh tịnh, bạn chỉ cần ngày ngày tinh tấn thiền định là tự giải thoát cho chính tâm trí của mình. Đến thời khắc ấy, bạn tự khắc có câu trả lời cho chính mình: rốt cuộc tôi vất vả cả đời vì ai? Làm việc vất vả vì điều gì? Không phải tiền bạc, nhà cửa, xe cộ hay chức vị, mà chính là nghiệp lực, thứ duy nhất con người mang theo vào giấc ngủ. Đời người là đại mộng, mỗi giấc mơ là tiểu mộng. Thoáng đó ta đã lớn, ta đã già, dù muốn hay không thì thân này yếu dần. Những vị qua 40 tuổi, hãy kiểm tra lại mắt thử xem, thử tìm xem một kính viễn hay là còn gọi là kính lão, tầm 1-2 độ, thật kỳ diệu, các vị sẽ thấy chữ thật rõ, chữ thật to, tự nhiên các vị hiểu rằng mình đã già. Thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết, việc gì ta dành tâm tư vào khi việc không thành, việc không thuận ý, tâm thiếu định tĩnh, ta không còn là chính ta. Các vị thử nghiệm lại, vì sao mình lại thất vọng về người thân, thất vọng vào con cái? Có phải chăng vì đã đặt hết niềm tin vào họ, đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào đối phương? Vì vậy, không nên đặt chọn tình cảm của mình vào bất cứ việc gì, vào bất cứ ai cả. Nếu bạn không đủ định tĩnh, không đủ lòng từ, không đủ lòng cảm thông, để nhìn thấu chân tướng sự việc, các vị cần có những buổi thiền định. Trong lúc tĩnh tọa, tâm định tĩnh sẽ cảm nhận được những việc đã xảy ra. Vừa qua, một vị nữ gia chủ sinh năm 84 đến trò chuyện. Cô chia sẻ: trước đó gia đình em rơi vào cảnh kiện tụng trong suốt một thời gian dài. Tuy không trực tiếp đến em, nhưng em rất đau đầu. Vào tháng trước em đi phẫu thuật lại cái cằm, chọn một vị bác sĩ có danh tiếng tên là H. Sau khi phẫu thuật, chỗ cằm có phần biến dạng. Vì quá thất vọng nên quyết định kiện vị bác sĩ kia. Đến nay tiền mất tật lại mang, tốn thêm thời gian công sức kiện tụng. Tức càng thêm tức, số em sao lận đận quá. Nếu là bạn, trong trường hợp này chắc chắn bạn sẽ vô cùng thất vọng. Liệu bạn có quyết định kiện tụng để đòi lại công bằng cho mình hay không? Có quyết định đòi lại như cô ấy đã làm hay không? Khải Toàn thông cảm với việc này và hồi đáp: mệnh của chị dễ có chướng ngại, đại vận lại không thuận, tiểu vận lại càng không đẹp. Gặp chuyện bất lợi là điều khó tránh, không gặp cảnh này cũng sẽ gặp cảnh khác. Tuy nhiên vẫn có thể giảm nghiệp bất thiện, giảm vận xui của mình bằng cách buông xả.
thay vì kiện tụng, đấu tranh đòi lại công bằng. Hãy mở lòng, thông cảm và cho qua sự việc trên. Hành động kiện tụng này là lấy đi chính thời gian quý giá của mình để tạo thêm nghiệp. Nếu có thắng, chỉ là hả cơn giận nhất thời. Khi kiện tụng thì phát sinh vô số chướng ngại. Khi có chướng ngại, có tức giận thì tâm ma dễ trỗi dậy, kéo theo bao lời nói hành động đầy sát khí. Người dùng trí, họ không dành thời gian quý giá của mình vào những việc có thể tổn hại đến chính bản thân. Kiện tụng, thị phi, chướng ngại cứ tiếp diễn. Làm gì có tinh thần để làm ăn kiếm tiền? Cái gì gọi là số em lận đận? Là những hành động chị vô tình tạo ra trước kia. Chị buông xả nổi giận ấy, chị thông cảm cho việc phát sinh trở ngại ấy là cách tự giải thoát cho chính tâm mình được tự tại. Là cơ hội cho tâm trí mình khoảng trống thanh tịnh để tu dưỡng, để làm ăn kiếm tiền. Chị thử nghĩ lại xem, đời này làm sao tránh được những chướng ngại? Mình sống để kiếm tiền hay để kiếm chuyện? Mệnh của chị có mầm chướng ngại, chị sống ở đâu, sống với ai cũng có nhiều chướng ngại, cũng có lời thị phi. Nếu chị thông cảm, buông xả, dần dần sẽ trả hết nghiệp cũ. Đó chính là cách chuyển hóa nghiệp dữ sang nghiệp lành. Nếu ngày ngày chị nghe pháp, hành thiền, ngày ngày tâm khởi ý thiện, đó chính là chiếc áo giáp nhiệm màu giúp tâm trí của chị được minh mẫn trước những nghịch cảnh. Chính xác hơn, đó là cách tiêu trừ tâm ma trong chính mình. Tất cả những việc mình làm là nghiệp. Mê lầm, giận dữ thì tạo ra nghiệp dữ, tỉnh thức thì tạo ra nghiệp thiện. Sư ông Thích Nhất Hạnh có nói, đừng để là nạn nhân của sự giận dữ. Làm được như vậy, chỉ phải có giáo pháp, phải tinh tấn mỗi ngày tu dưỡng tâm tánh. Nghe đến đây, cô gia chủ chậm rãi nói, em sẽ nghe theo, thôi kiện tụng để lo làm ăn kiếm tiền. Dạ chị làm được như vậy là sống để kiếm tiền. Kiếm tiền là niềm vui, tìm kiếm những niềm vui rồi tìm cơ hội giúp chúng sanh thay vì đi kiếm chuyện. Nghiệp lực chính là những sợi dây vô buộc chặt vào tâm trí, chính là những tập khí khó đoạn trừ. Người thì dễ sân hận, người thì ham mê hơi men, người thì luôn phiền não vì con cái hoặc người thân. Hôm trước trò chuyện với anh chủ hệ thống Barbershop Vũ Trí, anh chỉ được một người bạn dự đi tiệc sinh nhật ở một quán bar. Bản thân anh là người không bao giờ rượu bia, không quen đến những nơi náo nhiệt có hơi men. Vì anh không có tập khí này, đó chính là nghiệp lành. Tương tự như vậy, nếu bạn đoạn trừ được tâm sân hận, đoạn trừ được giận dữ của chính mình, khi ai đó gây chướng ngại, bạn sẽ không bộc phát sự giận dữ, tránh những điều hối tiếc. Bạn không điều phục được tâm sân si mạn nghi, vận khí sẽ suy, kéo theo là bao đau khổ phiền não. Ngày ngày hành thiền chính là tu tâm. Trong thời khắc hành thiền ấy, sẽ thấy rõ những lỗi lầm trong quá khứ, thấy rõ chân tướng sự việc. Chân tướng sự việc là gì? Là nghiệp chấp tướng, chấp vào những việc bạn không thể thay đổi mà muốn luôn thay đổi. Bạn than bạn khổ, người khác nói họ giàu. Bạn thử nghĩ lại, khi nằm xuống ngủ, chúng ta giàu hay nghèo đều chẳng có gì cả, chẳng thể mang theo được gì. Người ta khiêng bạn đi nơi khác, bạn cũng không hay biết. Lúc này bạn chẳng có gì ngoài nghiệp lực, là những việc tạo tác trước kia. Nhưng khi tỉnh dậy, thứ quan trọng nhất là gì? Có phải là tiền bạc? Có phải là danh văn lợi dưỡng? Có phải là người thân? Không, hoàn toàn chẳng có thứ gì quan trọng cả. Không có thứ gì quan trọng ngoài chính tâm trí của bạn. Chính tâm loạn, tâm mê khiến bạn đau khổ. Nếu bạn than mình khổ, biết cái khổ từ đâu tới, nhưng chưa thể loại bỏ do tập khí còn quá nặng, bạn lại than rằng mình không có thời gian cho bản thân, phải chăng bạn biết tâm mình loạn,
nhưng lại không chịu hành thiền, không tinh tấn tu dưỡng tâm tánh, chẳng khác nào bệnh mà không uống thuốc. Bạn lại than rằng mình không có thời gian lo cho gia đình, lo cho con cái. Thế bạn sống vì điều gì? Cái gì gọi là nghiệp lực? Khi ngủ thì mang theo nghiệp, khi tỉnh dậy thì chỉ có mỗi tâm trí là quan trọng nhất. Vì danh, vì lợi, mất luôn tâm trí chính là mất luôn chính mình mà bạn không hề hay biết. Cha mẹ bất hòa, bạn khổ tâm. Con cái không vâng lời, bạn khổ tâm. Thất bại trong tình cảm, thất bại trong công việc, thậm chí mất một món đồ quý, bạn dễ phiền não. Đó chính là lúc bạn bị mất trí. Tâm trí của bạn bị ma lực lôi kéo vào sự vật phiền não ấy, bạn không còn là chính mình. Phải chăng đời này gặp chướng ngại, sinh phiền não là do chính chúng ta tự ôm phiền não vào lòng? Gần đây, một vị nữ gia chủ ngoài 50 đến nhà trò chuyện. Cô bảo rằng đang rất đau khổ vì bị người chồng lừa dối. Dù cô đã 5 lần 7 lượt tha thứ cho anh ấy, cô không màng đến tài lộc vì cô là người khá giàu có. Nhưng hiện tại tiền không thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, không thay đổi được lòng con người. Cô đã biết người chồng có tính lăng nhăng, nhưng cô đã kỳ vọng vào anh ta sẽ thay đổi. Cô đã dành hết tâm tư tình cảm của mình vào đối phương. Những việc trên cho thấy chính cô ta là người tự mang phiền não vào lòng mình, không ai có thể lấy chúng khỏi cô. Chính cô là người cố gắng thay đổi điều ngoài khả năng. Cô tha thứ vì tình cảm, không phải vì lòng từ của người buông xả. Người mà mở lòng giúp đỡ, tha thứ cho người khác xuất phát từ lòng từ sẽ không phải thất vọng vì họ làm điều lành mà không mong cầu hồi đáp. Câu nói thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết quả không sai. Khi bạn phiền não, khi bạn tức giận, tức bạn đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự việc ấy, bạn chấp vào kết quả ngược lại. Giả dụ bạn dành bao tâm tư tình cảm của mình vào những đứa trẻ của chính mình, hay đơn giản chỉ là chuyện học hành của chúng, thành tích học tập không như kỳ vọng, thế là bạn thất vọng với chúng. Nghiệp lực mỗi người khác nhau, phước phần cũng khác nhau. Con trẻ nếu học hành kém, dù bạn đã hết lòng thì nên hiểu đó là nghiệp của chúng. Người xưa hay nói có phước có phần, tức phước có từng phần, giỏi cái này sẽ dở cái khác. Chẳng may con của bạn dở toàn diện, bạn càng phải yêu thương chúng hơn, vì chính bản thân chúng là người trực tiếp lãnh nghiệp này. Vì thế khi định tĩnh, bạn mở lòng vẫn trợ duyên cho con cái, trợ duyên cho chúng sanh mà không đặt hết tâm tư của mình vào bất cứ việc nào cả. Rốt cuộc phiền não là chính chúng ta tự ôm vào, chấp vào được mất, chấp vào danh lợi. Những vị ngoài 50 vẫn còn gồng gánh về tiền bạc, dùng tâm thân của mình để gắng gượng, dành hết tâm trí danh lợi, dành hết tâm trí của mình vào tiền bạc là những người đau khổ. Người mà không có nổi phút giây yên tĩnh trong chính ngôi nhà của mình, người mà không dành cho tâm mình những phút giây an tịnh, chẳng khác nào ngược đãi với tâm thân, chẳng khác nào là kẻ nô lệ tiền bạc cho con cháu. Đã bao vị giàu có cầu thị phong thủy với Khải Toàn, mong mỏi cho công danh tốt hơn và tốt hơn nữa, nhưng đa phần Khải Toàn không đủ năng lực trợ duyên, vì chính những vị ấy chưa thể buông xả sự chấp ngã. Buông cái gì, xả cái chi? Buông cái tâm vọng niệm, xả cái danh lợi. Các vị chỉ cần buông xả ý niệm tôi rất bận thành ý niệm tôi tự tại, ngày ngày ngồi xuống tĩnh tọa, chí tâm sám hối, đoạn trừ phiền não. Tu dưỡng tâm tánh là một cuộc thi kéo co rất nhiều tập, bạn thắng thì nghiệp hết, nghiệp hết thì phước sẽ đến. Có phải ngồi thiền mỗi ngày để tâm an lạc, khai sáng trí tuệ và tràn đầy năng lượng? Hành thiền mang lại nhiều ánh sáng,
thanh thản mà niềm tin lại gia tăng. Mỗi phút giây thiền định, tuệ sẽ sinh, tuệ sinh thì nghiệp hết, phước mới đến. Khi tuệ sinh thì không còn chấp tướng, không còn bị lôi kéo vào thị phi nhân ngã, và hiểu rằng ở đời làm ăn kiếm tiền, kiếm người cần giúp đỡ, không phải để kiếm phiền não. Con người luôn mong muốn rằng bản thân có được phong thủy tốt, nhưng lại không hiểu hoặc không chịu hiểu cái gọi là phong thủy tốt cơ bản vô cùng đơn giản. Chỉ cần từ trường trong nhà bạn được vượng khí, bằng chính từ trường thiện lành của những người sống trong nhà, bằng chính sự cảm thông bằng những tiếng cười. Nói cách khác, bạn phải điều phục được tâm thân của mình hợp nhất, không sân hận sẽ không sản sinh ra khí trường hắc ám. Bạn phải điều phục được những người sống cùng hoặc là làm việc cùng, điều phục bằng cái tâm chân thành, họ kính bạn bằng cái tâm, không phải bằng mặt mà không bằng lòng. Khi ý khởi thiện, ánh mắt, hành động, lời nói sẽ hành thiện. Ngày ngày bạn huân tập điều gì sẽ tạo tác những nghiệp ấy. Một cô gia chủ 40 rất đau khổ vì sự tranh chấp ngôi nhà giữa những người trong gia đình, giữa người chồng và cha mẹ của cô. Mọi người trong nhà đều khắc khẩu, không thể thỏa hiệp. Trước kia cha mẹ cho một mảnh đất, hai vợ chồng hùng tiền xây cất nhà. Nay cô ly hôn, cha mẹ đòi lại mảnh đất ấy. Người chồng thì muốn bán căn nhà tìm nơi khác lo cho hai đứa con. Ai cũng có lý, thế thì ai sai? Danh văn lợi dưỡng khiến con người u mê. Người không tu thì rơi vào cảnh ngộ này sẽ nổi cơn thịnh nộ, bằng mọi cách đòi lại tài sản của mình. Ánh mắt, lời nói, hành động rất đáng sợ. Cái gì gọi là nhân quả trong câu chuyện này? Chính là sự không hòa thuận, sự thiếu cảm thông khi sống cùng trước kia. Đến lúc phát sinh mâu thuẫn, càng không thể thỏa hiệp. Cái gì gọi là nghiệp chướng? Là nhìn đâu cũng thấy chướng, không cho mình nổi những phút giây an lạc trong chính ngôi nhà của mình, bên chính người thân của mình. Người không tu dưỡng tâm tánh, khi mê càng thêm mê. Cô gia chủ ấy không thể nào ngộ ra được. Chính bản thân cô ấy phải tu để khai ngộ, để cha mẹ, khi cha mẹ đã quá già, không cho cha mẹ một phút giây an tĩnh, lại lôi kéo họ vào tranh chấp danh lợi. Người mà trước khi mất, tàn thức chứa đầy oán giận, khó lòng về cõi lành. Trong cuộc tranh chấp ấy, tất thảy mọi người chấp vào căn nhà, chấp vào tài sản, thứ không thể mang theo khi lìa đời. Sự tranh chấp không hồi kết này sẽ tạo ra những hành động bất thiện, ảnh hưởng trực. Nếu mỗi ngày thiền định, bạn sẽ thấy rõ chân tướng của sự việc, của những lỗi lầm trong quá khứ. Mỗi ngày hành thiền, bạn sẽ điều phục được con ma nóng giận trong chính mình, tránh tạo nghiệp đáng tiếc. Thế nào là chấp? Thế nào là xả? Chấp là ôm vào lòng những thứ không thể thay đổi, những thứ ngoài khả năng. Xả là buông những ý niệm của quá khứ, của việc ngoài khả năng. Xả là ngộ ra rằng có sinh sẽ có diệt, không quá đau khổ khi ai đó mất đi. Xả là không chấp những lời nói bất thiện, không phân biệt tốt xấu đúng sai. Dù người nhỏ hơn mình xưng hô thiếu tôn trọng, dù họ mắng mình cũng không để tâm, ngược lại còn cảm thông, đó là xả. Xả được cái tôi là đối đãi với tất cả mọi người cùng một tấm lòng, cùng một tâm thái, hạ mình giả thưa, không phân lớn bé, không phân giàu nghèo. Xả là bỏ ý niệm tôi phải trở thành người giàu có, tôi phải là người lo cho gia đình. Thay vào đó vẫn cố gắng trong khả năng, tức là xả bên trong không phải xả bên ngoài. Nghiệp lực lớn nhất của con người chính là chấp tướng, chấp vào đúng sai, chấp vào cái tôi. Làm sao biết mình xả được sự chấp ngã? Giả dụ Khải Toàn nói, tôi là người có tiếng, bao nhiêu người cầu thị, bạn trẻ hơn, sao tôi phải hạ mình giả thưa? Ngay khi Khải Toàn nói chữ tôi đã là chấp,
ngay khi thiếu sự tôn trọng với bất kỳ ai, đó là chấp. Ngay khi thấy lời nào đó mang tính thiếu tôn trọng, tự huyễn hoặc mình phải ở thế hơn, đều là chấp. Khi bạn nằm xuống đi vào giấc ngủ, chẳng còn cái tôi nào cả, chẳng mang theo được gì ngoài nghiệp lực, chính là những tạo tác trong quá khứ, chúng tích tụ ngày ngày trở thành tập khí. Thời gian trước, Khải Toàn được gia chủ cho tài xế riêng rước đi xem một căn biệt thự ở quận 9. Bạn trẻ này sinh mùa xuân năm 98, mệnh vốn kỵ mộc hỏa, hành đại vận lại là hành hỏa, điều đó cho thấy vận khí đang suy, tâm tính gốc vốn dễ nóng giận, hành vận suy càng dễ nóng giận. Nhận thấy Khải Toàn cởi mở trò chuyện, em ấy kể rằng vừa qua em bị mất trộm một chiếc xe máy là tài sản đáng giá với em. Em rất buồn. Vài hôm sau em nằm mơ, trong giấc mơ em đã bắt được tên trộm ấy và em đã đánh rất nhiều lên tên ấy. Khải Toàn bảo rằng em làm với anh Minh, tức là sếp của em ấy, là có phước. Nếu mỗi ngày dành 10 phút hành thiền, em sẽ thấy điều kỳ diệu từ bên trong. Nếu mỗi ngày em vẫn được nghe chú Đại Bi như em đã từng nghe, đó là một tập khí thiện lành. Khi ai đó mất tài sản, mất mát là chướng ngại, vận suy là chướng ngại, tâm ma sẽ trỗi dậy, đi vào cả tàn thức, đi vào cả giấc ngủ. Nếu ngày ngày không huân tập điều lành, tập khí bất thiện chiếm cả giấc mơ của bạn là điều khó tránh khỏi. Nếu ngày ngày huân tập điều lành, bạn sẽ điều phục được tâm ma của mình, điều phục được hạt giống sân hận ẩn bên trong tâm hồn của chính mình. Ngày ngày niệm điều lành là cách gieo hạt giống thiện lành vào tàn thức, xả bỏ sự chấp tướng. Khi bạn tĩnh tọa hành thiền, thân bất động, ngữ bất động, chỉ có ý là sao động. Trong thời khắc hành thiền ấy, chấp nhận những sai lầm trong quá khứ, chấp nhận rằng bạn sẽ trả giá cho chúng, chấp nhận rằng có thân tức có bệnh, có sống tức có phiền não, là có chướng ngại, dần dần bạn sẽ xả bỏ chúng, xem chúng là những người thầy của mình. Khi thấy xung quanh quá nhiều thứ khó chịu, đó là do tập khí của bạn quá lớn, lại không chịu tu dưỡng tâm tánh để đoạn trừ, vận khí của bạn không thể hưng vượng. Ngày ngày, bất kỳ giờ nào, bất kỳ nơi đâu, bạn ngồi nhắm mắt lại, theo dõi hơi thở tầm vài phút, đó chính là tu thiền. Nếu chưa quen, bạn có thể đếm vào hít 1, thở ra đếm 2, cũng có thể vừa đi vừa thở, vừa đi vừa theo dõi nhịp thở, hoặc là hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Tại sao phải thiền? Thiền là phương tiện cho tâm bạn sáng, cho bạn cơ hội huân tập nghiệp thiện, tiêu trừ tập khí bất thiện. Rốt cuộc đau khổ hay tự tại là do góc nhìn. Để có góc nhìn khai ngộ, bạn phải tu dưỡng tâm tánh qua các bài pháp, bài kinh và hành thiền, tự tu dưỡng để đạt cảnh giới tâm thân tự tại. Sớm thì 2-3 năm, muộn thì 5-10 năm. Giả dụ mỗi sáng tâm khởi thiện, cầu nguyện cho tất thảy mọi người, tất thảy chúng sanh được an lành, là cách tưới vào tâm thức chính mình sự thiện lành. Thêm vào đó quyết tâm cải biến, mà nó chính là chiếc áo giáp tâm thức để thuần phục khi chướng ngại xuất hiện. Đó cũng là cách tự độ chính mình trước khi độ người thân. Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Hành thiền mang lại nhiều ánh sáng, thanh thản mà niềm tin lại gia tăng. Vừa qua một người thầy phong thủy mở lời gặp mặt đàm luận về phong thủy và thiền định. Thầy Phùng Phương ở Hà Nội là một người được nhiều người mến mộ. Trong cuộc đàm luận này, Khải Toàn chia sẻ vài ý ngắn về các bước tịnh Phật. Nếu bạn dụng được năm đức tính của các vị Phật này, hẳn bạn là người có phước báo. Trước đó thầy Phùng Phương mở lời đặt hai bộ lịch phong thủy, Khải Toàn mở lòng tặng và thế là một mối nhân duyên mới được khởi. Vì thế duyên phận chính do con người tạo ra, người này muốn kết giao với người khác bèn chủ động cười và cất tiếng chào.
Nếu suốt ngày mặt của bạn giữ gương mặt hình sự, làm sao có được những mối nhân duyên mới? Khải Toàn không vướng tâm, cuộc gặp này là duyên lành hay duyên dữ, thuận duyên hay nghịch duyên cũng do cách cảm nhận riêng của mỗi người. Đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện, sau đó không bị cảnh biến thành trần. Tất cả những vị tài giỏi đều là bậc tri thức. Nghĩ họ tốt thì tâm của mình dung dưỡng điều lành. Người gặp cảnh gặp sắc, gặp người có danh hay người đang đau khổ, sau đó không bị vướng vào tâm, là người ung dung tự tại. Cuộc gặp thầy Phương chỉ là một cảnh trong hàng trăm ngàn cảnh khác. Gặp người tri thức, được nói pháp là cơ hội khảo nghiệm khả năng tu tập của Khải Toàn. Khải Toàn không nhiều cảm hứng trò chuyện về phong thủy. Khá nhiều vị mở lời gặp chỉ về đàm luận về phong thủy hay là về vận mệnh. Khải Toàn luôn từ chối tế nhị, cho rằng bản thân học đạo còn kém. Ngược lại, nếu bạn đang đau khổ, muốn tìm thiền định để tĩnh tâm, muốn nghe khai thị, Khải Toàn sẽ mở lòng trong điều kiện cho phép. Trong cuộc sống, người khiêm cung là người tu tập được pháp nhẫn nhịn. Xưa nay có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Nếu ta biết nhường nhịn sẽ có nhiều khoảng trời rộng mở hơn. Với người đời, nhịn là một sự hèn nhát, nhịn là một điều xấu hổ. Nếu bí quá phải dùng 8-9 phần công lực để nhẫn nhịn. Họ luôn muốn mình là nhất, cái gì cũng muốn nhất, vì vậy dễ trở thành người đau khổ nhất. Người khai ngộ, người có lòng từ, người biết ứng dụng đạo lý là người được mọi người quý mến. Người biết tu không cần phải vận công, không cần vận một chút nội công nào cả, vẫn nhẹ nhàng nhường nhịn người khác, vì họ là người đã được khai thị. Thiệt thòi là phước, không phải là họa. Bạn nghĩ rằng bạn lớn hơn, chức bạn to hơn, bạn ngồi cao hơn, giàu có hơn, không chịu hạ mình trước người khác. Các bạn có thấy tư thế ngồi thiền như thế nào không? Đó là tư thế vững chãi nhất, an lạc nhất, vừa vững chãi vừa không thể nào bị té cả, vì ngồi sát mặt đất rồi. Bạn hãy thử nhớ lại những người bạn kính trọng. Kính trọng họ vì điều gì? Vì sao ta đánh giá một người qua nhân cách? Nhân là người, cách là sự thể hiện. Cách đối nhân xử thế, người biết kính trên nhường dưới, người biết nhường nhịn người khác, nhường nhịn mọi người bằng phong thái ung dung tự tại, quả là một bậc thiện tri thức. Người mở lòng mỉm cười chào người khác lại biết khiêm cung, dù sống bất cứ nơi nào với mọi người cũng được yêu thương và dễ đạt được điều phong thủy tốt, vì tâm lý là một loại phong thủy quan trọng nhất. Ở đời, bạn đối đãi nhẹ nhàng với người khác, dù người khác có nặng nhẹ như thế nào, bạn cũng thấy mình nhẹ. Nếu muốn đoạn trừ phiền não, đoạn trừ sự đối nghịch trong tâm trí của mình, phải biết buông xả cho lòng nhẹ nhàng hơn, cho lòng thanh tịnh. Đừng ôm những hòn đá phiền não, ôm những hòn đá phiền não vào lòng, bạn sẽ chìm xuống. Không ôm vào lòng những phiền não, khi ấy bạn sẽ nhẹ như mây. Bởi vì cái gì nhẹ thì bay lên, cái gì nặng thì chìm xuống. Khi tay của bạn dơ, bạn chạm bất cứ việc gì nó cũng sẽ dơ. Bạn cần nước để rửa sạch, cần xà phòng để rửa sạch hẳn. Khi tâm bạn dơ cũng y như vậy. Tâm bị vấy bẩn bởi những phiền não, bởi cơm áo gạo tiền, bạn cũng phải rửa sạch tâm. Bằng cách nào? Bằng sám hối, sám hối tiêu trừ nghiệp tội, bằng nghe pháp, bằng trì giới, bằng tinh tấn thiền định. Ai cũng có nỗi khổ, đó chính là nghiệp lực, là những sợi dây thừng buộc chặt chúng ta, là những món nợ ta đã vay, vay của người khác trong đời quá khứ. Đời này họ đến để đòi nợ, bằng thân xác của chủ nợ, bằng hình hài của chính người thân làm ta đau khổ. Những món nợ ấy ta phải trả bằng sự chịu đựng, bằng tuổi thanh xuân, bằng tiền bạc và cả những niềm khoái lạc. Để tu tập được sự khiêm nhường,
để đoạn trừ được phiền não, giảm đi nghiệp lực, bạn phải tu tâm dưỡng tánh. Bạn có thể xem thêm video Người không đạo tự tu để tìm hiểu thêm. Đó chính là sự tu tập ở đời trước và cả những tạo tác trong đời này. Bạn có phước, bạn lại biết tu, phước sẽ bồi phước. Phước bạn mỏng thì bạn càng phải tu để giảm nghiệp, vì nghiệp hết phước mới đến. Trong bài này, Khải Toàn xin vấn đáp về người bình thường tự tu. Người biết tu tâm dưỡng tánh sẽ đoạn trừ được phiền não, tinh tấn tu tập, phước duyên sẽ gia tăng. Người bình thường tự tu như thế nào và tu thiền là gì? Thật sự không quá khó như bạn nghĩ. Khả năng Khải Toàn còn hạn chế, nếu có điều gì sai sót, xin các vị mở lòng hoan hỷ và theo pháp y nghĩa bất y ngữ. Tu để làm gì? Người không đạo, không thờ phụng có tu được hay không? Tu để tỉnh thức, tu để đoạn trừ đau khổ, tu để bồi đắp phước huệ. Tu như thế nào, dùng phương pháp gì, tùy vào người lợi căn hay hạ căn. Có người chỉ nghe pháp, không đọc kinh, không ngồi thiền. Có người chỉ ngồi thiền, có người chỉ đọc kinh, tùy căn cơ và điều kiện mỗi người. Giả dụ cùng một bài toán, có người thích tìm hiểu từ sách vở, có người thích tìm hiểu từ mạng internet tìm kiếm. Người may mắn có được phước duyên, họ tìm người đúng chuyên môn để vấn đáp. Tất cả chỉ là phương tiện để có được kết quả tốt nhất. Vì vậy, sự tu tập chú trọng về chất, không phải ở hình thức. Bạn tu sao có thể buông xả những chấp trước, mở lòng giúp người, không mong họ hồi đáp như thế nào. Không phải tu ở bàn thờ to, tượng Phật lớn và càng không phải cúng kiến linh đình. Bạn từng nghĩ rằng mình sống tốt, không hại ai, không cần tu vẫn có một cuộc sống ung dung tự tại, không sợ trời, không sợ đất. Bạn nghĩ rằng mình sống tốt, giúp đỡ gia đình, có ăn chay, như vậy đã là tu. Nghĩ như vậy thì lý không thông mà tình cũng chẳng đặng. Đến một giai đoạn nào đó, sóng gió ập đến, bạn không biết cách tháo gỡ. Bạn chưa khai ngộ vì đời là vô thường, có thân tức có bệnh, có già tức có chết, còn sống là còn lo. Giả dụ bạn nói, tôi biết lái xe, tôi có thể tự đi. Dù bạn giỏi lái xe ra sao, bạn không được học luật đi đường ở nơi bạn muốn đến, không được chỉ dẫn nơi bạn tới, bạn không thể đến nơi dễ dàng và cả an toàn. Tu tập cũng thế, cần những vị thầy, cần những giáo pháp, cần tinh tấn, trì giới mới có thể chuyển hóa những nghiệp lực và cả sự khai ngộ. Bạn nghĩ rằng ăn chay là tu, giúp đỡ người thân là phước. Chưa hẳn như bạn nghĩ, việc ăn chay là một phương tiện phụ trợ giúp cho thân thanh tịnh, giảm đi sát sanh. Ăn cái gì, ăn ra sao là hình tướng, tu là ở tâm, không phải ở cái ăn. Việc giúp đỡ người thân là việc bạn phải trả những món nợ ở nghiệp duyên trong đời quá khứ, chưa hẳn là việc tạo phước báo. Đến khi nào bạn mở lòng giúp đỡ chúng sanh, không mong cầu hồi đáp, ví dụ cho thức ăn những người đang khó khăn, mở lòng giúp những người trước đây từng đối kỵ với chính bạn, không mong họ hồi đáp như thế nào. Làm được như vậy, xem ra bạn đã tu tập được pháp bố thí vô ý. Đến khi nào bạn độ được những người thân trong gia đình, mở lòng thông cảm với họ, dù họ có mắng có lừa bạn như thế nào, bạn cũng không oán trách họ. Để làm được những điều ấy, để có được tâm vô thái hư lượng châu xa giới, bạn phải có giáo pháp, bạn phải nghe hàng ngàn lời pháp thoại, tinh tấn thiền định và quán xét trong đời thường. Năm vị Phật Khải Toàn nêu trong video trước, Ngài A Di Đà đại diện cho sự định tĩnh. Để đạt được tâm thái định tĩnh, bạn cần sự khai ngộ. Nếu hiểu được đời là vô thường, đừng chấp tướng,
biết buông xả. Giả dụ trong nhà có một người luôn cáu gắt, bao năm qua bạn không thể độ được họ, hãy chấp nhận và cảm thông vì người cáu gắt là người đang đau khổ. Buông xả ý niệm đi, hãy buông xả ý niệm độ họ. Trước tiên bạn phải độ chính mình, giúp tâm thái mình có được sự định tĩnh. Hiểu được nghiệp lực của họ quá lớn, nhất thời không thể tiêu trừ, bạn phải tinh tấn thiền định để có được tâm ý an tĩnh. Cạnh bên là vị Quán Thế Âm, đại diện cho từ bi, biết mở lòng giúp đỡ người khác là việc tạo phước. Người mà tính toán so đo thiệt hơn là người tự làm tổn giảm phước chính mình. Người làm việc tốt không mong hồi đáp là người vừa tạo phước vừa tạo cho mình sự an lạc. Giả dụ bạn cho hay bạn tặng hay bạn cho mượn người mình thương yêu 9 đồng, bạn cho từ thiện 1 đồng, cái 1 đồng nhỏ nhoi này giúp bạn an lạc vì bạn chẳng mong họ sẽ trả lại. Ngược lại, bạn dễ phiền não vì 9 đồng kia, bạn mong muốn họ biết ơn. Khi bạn khởi ý niệm họ sẽ biết ơn, họ sẽ trả lại, tức đã tự ôm phiền não, vì thế chẳng thể có được sự an lạc. Thi ân mà cầu báo là thi ân có mưu đồ. Vì vậy, cho đi trong nhẹ nhàng, bạn sẽ nhận lại được sự nhẹ nhàng, dù họ có dùng số tiền ấy làm việc gì đi chăng nữa. Họ dùng số tiền ấy cho việc bất thiện, bạn cũng không nặng lòng, đó chính là tấm lòng của Bồ Tát. Phải là vị Đại Thế Chí, đại diện cho trí tuệ, để mở lòng giúp người khác không mong cầu hồi đáp, bạn phải dùng trí tuệ. Để hiểu được người mình giúp, giúp lúc nào, nếu bạn giúp không đúng lúc, không đúng người, có thể hại họ. Giả dụ trong nhà bạn có một người mê lầm, xin tiền mượn tiền hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác, lừa dối tất cả mọi người để có tiền cung phụng cho ma quỷ. Người như vậy giống như một hố đen, một chiếc bình không đáy. Bạn có đổ vào bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu của cải cũng không thể nào lấp đầy được. Vì đối với họ, họ chỉ còn hình tướng là người thân, linh hồn đã bán cho ma quỷ. Làm gì có người lại đi 5 lần 7 lượt lừa dối những người mình yêu thương. Vì thế, có lòng Bồ Tát nhưng thiếu sự định tĩnh, thiếu đi trí tuệ cũng không thể nào giúp được người khác. Vị ngoài cùng bên trái là vị Địa Tạng Vương, đại diện cho hạnh nguyện, đại diện cho kiên trì. Độ người khác bằng sự định tĩnh, bằng lòng bao dung, bằng trí tuệ vẫn chưa đủ. Bạn phải có lòng kiên trì, ngày qua ngày, qua bao năm tháng. Giả dụ bao năm nay, người thân hoặc đứa con của các vị không thể dạy bảo. Bạn phải hiểu rằng thân bằng quyến thuộc là nghiệp duyên, con cái đến báo ân hay báo oán, đòi nợ hay trả nợ. Con của các vị luôn làm trái ý, làm trái với đạo lý, đó là đứa con liệt sanh, đến để đòi nợ. Bạn càng kiên trì để độ đứa con này. Người làm trái đạo lý, làm người khác đau khổ, nói lời khó nghe, chẳng khác nào một người đang đau khổ. Bạn khai ngộ được ý này, mở lòng phát nguyện giúp người thân sẽ giúp trong sự kiên trì. Ngài A Di Đà đại diện cho sự định tĩnh, ngài Quán Thế Âm đại diện cho từ bi, ngài Đại Thế Chí đại diện cho trí tuệ, ngài Địa Tạng Vương đại diện cho hạnh nguyện, vẫn chưa đủ. Dù có thể độ được họ nhưng vẫn chưa thể an lạc nếu thiếu đi sự hoan hỷ của ngài Di Lặc. Giả dụ vẫn đứa con liệt sanh ấy, vẫn ngôi nhà ấy, vẫn món ăn ấy, nghe những lời khó nghe ấy, nhưng nếu bạn chấp nhận thực tại, hiểu rằng có sinh có diệt, có sống là có lo, nhưng không phải lo năm lo bảy lo bò trắng răng, mà cái lo ở hiện tại,
lo cái trong khả năng của mình, biết buông xả những thứ ngoài khả năng, bạn sẽ dễ mở lòng hoan hỷ. Người vui vẻ không ôm vào lòng những tiêu cực mà vẫn có thể giúp đỡ mọi người khác, đó chính là giúp đỡ chính mình, chính là người biết tu. Lại có người bảo, nó như thế này, nó như thế kia, làm sao tôi nhịn được. Người ta khó chịu thì mình chịu khó, nhịn là một pháp tu, nhường nhịn thua thiệt là người được phước. Sáng dậy thu xếp mình gói, đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ, quét dọn nhà cửa, thấy cái gì bừa bộn thì dọn, thấy gì dơ thì lau, đó chính là tu. Không phải vừa làm vừa càm ràm, thằng quỷ ở dơ quá, nói hoài không nghe. Sửa soạn quần áo, tóc tai chỉnh chu, dắt xe ra, lỡ có gặp một đống rác ai thả trước cửa cũng nhẹ nhàng dọn đi. Thấy hàng xóm láng giềng nên gật đầu chào và cười với họ, đó cũng chính là tu. Trên đường chạy xe, dù có lỡ va quẹt xe vẫn có thể nghĩ lạc quan rằng mình còn may mắn không bị nặng hơn. Nếu bạn sân si với người khác, hậu quả không biết sẽ ra sao. Nếu sân si với những lỗi phát sinh, bạn vô tình mang tiêu cực, mang bực dọc vào chính công ty của mình, mang theo về đến tận nhà, xả lên những người khác. Khi buông xả được những tiêu cực ngay tại chỗ ấy, tức là bạn cho mình cơ hội, cho mình cơ hội những phút giây còn lại về sau đó trong sự an lành. Tiếp theo, vào đến nơi làm việc, thấy một đồng nghiệp rất khó ưa, bạn sẽ lướt nhanh qua họ. Thậm chí bắt gặp họ ngay tại thang máy, bạn ráng nở một nụ cười rất là gượng ép, là cách bạn tự làm khó chính mình. Ngay từ bây giờ, không chỉ ở công ty, bất kỳ nơi nào khác gặp những người khó ưa như vậy, bạn hãy gật đầu chào, nở một nụ cười hoa hậu thân thiện, mở lời hỏi thăm. Một vài lần chưa được thì trăm ngàn lần. Làm được việc ấy, mở lòng trước những người khó ưa, không chỉ mở lòng với họ mà là cách giúp bạn buông xả chính sự khó chịu khi gặp họ, là bạn tự giải thoát sự khó chịu cho chính bản thân mình. Đó chính là tu pháp từ bi. Bạn hãy nhớ lại thử xem, từ sáng sớm lúc đánh răng rửa mặt, đó chính là hành động làm sạch răng miệng, làm cho mặt đẹp hơn. Trước khi ra đường chọn cho mình những bộ trang phục đẹp, đó chính là hành động làm dung mạo đẹp hơn. Thế thì tại sao lại tạo những hành động xấu xí, nói những lời bất thiện với người khác? Đẹp về diện mạo, đẹp về thân chỉ là cái đẹp giả tạm, đẹp về tâm ý là cái đẹp viên dung. Đến giờ ăn, ăn nhẹ nói khẽ, lỡ trong bữa ăn có món nào đó cảm thấy khó chịu cũng cố lướt nhanh qua. Giả dụ có những người ghét ăn hành, ghét ăn tỏi, ăn giá, ăn đậu phộng hoặc là ghét ăn cay, lỡ những món ấy vô tình trong phần ăn của bạn, không nên vì thế mà cau có. Dù bạn có vui hay có giận thì bạn cũng phải ăn, sao lại không cố gắng ăn trong an lạc. Khi ăn tập trung vào bữa ăn, đó gọi là ăn thiền. Đừng ăn trong sự tán loạn, miệng nhai miếng một, tai gấp miếng hai, mắt dán vào màn hình, tâm ý nghĩ đến điều khác. Khi làm việc thì không bị sao nhãng bởi những ngoại cảnh, bởi mạng xã hội, bởi lời khen, lời chơi, lời thị phi. Làm xong việc này mới qua việc khác, đó chính là làm việc thiền. Khi vô cớ bị người khác mắng, bạn phải định tâm, phải bình tĩnh xem lại cớ gì họ có hành động như vậy. Việc gì ta làm trong bình tĩnh, ý thức sáng suốt đều có thể giải quyết ổn thỏa. Làm việc gì đặt trọn tâm trí của mình vào việc ấy, làm trong sự định tĩnh, không vướng mắc với xung đột đã qua, không chấp tướng trước những việc không thể giải quyết, đó chính là tu thiền. Các vị nhà ở căn hộ, nhà ở chung cư, tránh làm tiếng động to lớn, cười nói to vào các giờ nghỉ ngơi.
tránh làm phiền lòng người khác chính là tu. Nghe lời bất thiện không bị vướng tâm, nghe khen cũng không bị vướng tâm, đó chính là tâm không phân tướng, không bị ô nhiễm bởi tham sân si. Khi tai bạn dơ, bạn chạm bất cứ việc gì nó cũng dơ theo. Bạn cần nước, cần xà phòng, cần khăn để rửa sạch. Khi tâm bạn dơ cũng y như vậy, tâm bị vấy bẩn bởi phiền não, bởi cơm áo gạo tiền, bởi nghiệp lực bạn đã tạo tác. Bạn cũng cần rửa sạch tâm, rửa bằng cách sám hối tiêu trừ nghiệp tội, bằng nghe pháp, bằng đọc kinh, bằng nghe cả hàng ngàn pháp thoại, bằng trì giới, bằng tinh tấn thiền định. Ai cũng có nỗi khổ, đó chính là những nghiệp lực, là những sợi dây thần buộc chặt chúng ta, là những món nợ ta đã vay của người khác trong đời quá khứ, trong cuộc sống trước đây. Đời này họ đến để đòi nợ bằng thân xác của chủ nợ, của một người nào đó và cả chính những người thân làm ta đau khổ. Những món nợ này ta phải trả, trả bằng gì? Bằng sự chịu đựng, bằng tuổi thanh xuân, bằng cả tiền bạc và những niềm khoái lạc. Trước sám sau tu, để đoạn trừ phiền não, để có được tấm lòng rộng lớn. Tấm lòng rộng lớn dung chứa cả bầu trời. Tâm vô thấy hư, lượng châu xa giới, là người có tấm lòng rất rộng lớn, ôm cả những phiền não của người khác, chuyển hóa chúng thành an lạc. Là người không tính toán so đo thiệt hơn với người khác, hiểu được người khác hơn thì phước báo của chính họ, bản thân mình thiệt thòi thì sao, thiệt thòi là phước. Phật học là giáo pháp, học Phật là theo lời pháp ấy tu tập giúp giác ngộ. Phật là giác, Phật là người thầy. Khi bạn đứng trước tượng của Ngài, đừng cầu xin sự may mắn, đừng cầu xin được bình an, chỉ cần cầu nguyện, con nguyện cho con có tấm lòng như Phật là rất đủ. Bình an hay may mắn là do chính bạn. Phật không dùng thần thông, nếu Ngài mà dùng thần thông thì yêu ma linh giới cũng có thể dùng thần thông hóa thành Phật, dùng thần thông để lừa chính bạn. Vì thế Phật chỉ là người thầy, là hình tượng, là con đường tỉnh thức giúp bạn noi theo. Người biết đoạn ác tu thiện là người gieo hạt giống thiện lành vào chính tâm thức của chính mình. Đừng đổ lỗi cuộc đời bất công, đừng đổ lỗi người khác phải hại mình. Nếu bạn tinh tấn tu dưỡng, tu tâm dưỡng tánh, linh thức của bạn đủ minh mẫn trước những sự đối nghịch trong tâm trí chính mình, bạn sẽ hiểu rằng người khác hại ta oán họ thì ta thiệt hơn. Người mà oán hận luôn nghĩ đến những sự trả thù, chỉ nhận lại sự oán giận. Người mà mang oán giận khi chết đi sẽ bị đọa xuống ba đường ác. Khi tinh tấn tu tâm dưỡng tánh sẽ không còn những nỗi oán giận ấy, sẽ không còn nuôi oán giận mà nuôi lòng từ. Nuôi cái gì mai sau nó sẽ lớn, đó là nhân nào quả ấy. Chỉ cần bạn theo năm pháp trên để tu tập, bạn theo pháp Ngài A Di Đà để có được sự định tĩnh, Ngài Quán Thế Âm để mở lòng từ bi, Ngài Đại Thế Chí để khai mở trí tuệ, Ngài Địa Tạng Vương để phát nguyện và Ngài Di Lặc để hoan hỷ. Có thể bạn cần nghe nhiều pháp thoại, bạn cần siêng năng thiền định, cần bố thí thức ăn, bố thí lời nói chân thiện, dần dần phước sẽ đến. Mỗi ngày từ sáng đến tối dùng sự định tĩnh của mình quán xét trong tất cả hành động, làm tròn làm tốt mà không vướng mắc, đó chính là tu thiền. Tu sao mà bạn cảm thấy nhìn chính mình trong gương, thấy thần sắc của mình thật là tươi tốt. Tu được như vậy, dù không cần ăn chay hay đi chùa vẫn theo lời Phật dạy. Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.